Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Cập nhật giá vàng ngày 3 tháng 11, vàng nhẫn tiếp tục giảm 200.000 đồng một lượng. Trong khi giá vàng miếng duy trì ổn định ở mức 89,5 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn tiếp tục giảm với mức giảm cao nhất 200.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau. Theo ghi nhận từ báo Quân đội Nhân dân, vàng miếng SJC đang được bán tại các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 89,5 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua, giá vàng một số thương hiệu được niêm yết ở mức 87,5 triệu đồng một lượng. Riêng vàng miếng phú quý SJC đang mua vào cao hơn 300.000 đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 số 9 niêm yết ở mức 87,4 triệu đồng một lượng mua vào và 88,9 triệu đồng một lượng bán ra. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh niêm yết giá mua và bán ở mức 88 triệu đồng một lượng và 89 triệu đồng một lượng. Giảm 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu P&J niêm yết ở mức 88 triệu đồng một lượng và 89,15 triệu đồng một lượng, không đổi so với rạng sáng qua. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 87,98 triệu đồng một lượng mua vào và 88,98 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 87,9 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 89,1 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều. Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến nhiều biến động. Hướng đi của vàng vẫn chịu tác động mạnh bởi lo ngại xung quanh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris và cuộc xung đột tại Trung Đông, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần tới. Theo các chuyên gia, biến động của vàng thời gian gần đây phù hợp với mô hình mua tin đồn và bán sự thật. Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trên 2.800 USD một ounce khi các nhà đầu tư mua vào dựa vào những tin đồn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ. Tuần tới, vàng có thể sẽ bị bán tháo khi tin tức rõ ràng sẽ giúp sự không chắc chắn xung quanh bối cảnh chính trị ở Mỹ giảm bớt. Trong khi thị trường vàng đã quá hạn trong một đợt điều chỉnh, chuyên gia Neil Stritchess lưu ý các nhà đầu cơ giá xuống không nên quá phấn khích bởi tâm lý FOMO, sợ bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục gia tăng trên thị trường. Theo ông, giới đầu tư vẫn đổ vào vàng khi giá giảm. Kể từ tháng 7, vàng đã xoay sở để giữ được mức hỗ trợ quan trọng. Vàng đã giữ được mức hỗ trợ 2.400 USD một ounce vào tháng 8, 2.500 USD một ounce vào tháng 9 và ở mức 2.600 USD một ounce vào tháng 10. Nhà đầu tư hàng hóa nổi tiếng Dennis Gossman cho rằng ông đã trở nên thận trọng hơn về vàng vì kim loại quý này đang thu hút sự chú ý nhiều hơn của các nhà đầu tư. Gossman lưu ý rằng bong bóng đang hình thành trên thị trường. Ông nói thêm, dù đang chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng kim loại quý này vẫn đang được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các yếu tố cơ bản trong dài hạn. Cùng với lo ngại xung quanh cuộc bầu cử, vàng vẫn tiếp tục được hỗ trợ tốt khi nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ chậm lại. Vào tháng 10, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra 12.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 100.000 việc làm. Giới chuyên gia cho rằng điều này là do tác động của cơn bão tàn phá ở các tiểu bang miền Nam. Tuy nhiên, nhìn xa hơn, sự biến động này, các đợt điều chỉnh giảm mạnh vào tháng 8 và tháng 9 cho thấy thị trường lao động đang nguội lạnh. Bên cạnh đó, trong tuần này, lạm phát vẫn liên tục tăng cao. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của ngân hàng trung ương Mỹ, cho thấy giá tiêu dùng vẫn ở mức 2,7% trong 3 tháng qua. Thị trường lao động suy yếu có thể sẽ khiến FED phải tiếp tục hạ lãi suất. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát cao, ngân hàng trung ương Mỹ có thể sẽ không quyết liệt như mong muốn. Mặc dù vậy, Neil Stritchess vẫn cho rằng lạm phát cao hơn có nghĩa là lãi suất thực sẽ giảm, gây tổn hại cho đồng USD và hỗ trợ giá vàng. Dù lưu ý các nhà đầu tư nên thận trọng khi theo đuổi thị trường vàng trong bối cảnh hiện tại, nhưng ông nhấn mạnh vàng vẫn còn nhiều giá trị trên thị trường. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới neo ở mức 2.736,5 USD một ounce, tương đương gần 84 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới là khoảng 5,5 triệu đồng một lượng.
giá vàng tăng phi mã, người trẻ chuyển hướng thuê trang sức cho đám cưới thay vì mua. Ngồi tính toán chi phí cho hôn lễ, Trần Hà Phương nhận ra riêng khoản vàng cưới đã tốn 64 triệu đồng, số tiền quá lớn với cả hai gia đình nên cô quyết định đi thuê vàng, ghi nhận từ báo VN Express. Rất may là hai gia đình đều không thích phô trương nên ý định của tôi được ủng hộ. Cô gái 25 tuổi, quê Hải Hậu, Nam Định, nói. Trước đó, vợ chồng Phương định dùng số vàng miếng có sẵn để chế tác thành kiềng, vòng để trao cho cô dâu trong ngày cưới như tục lệ của quê mình. Tuy nhiên, cô nhận ra chi phí chế tác không rẻ. Cưới xong, họ vẫn phải bán, làm vốn bắt đầu cuộc sống nên sẽ càng mất giá. Chưa kể, giá vàng tăng từng giờ, từng ngày rất tốn kém, Phương nói. Cặp vợ chồng trẻ tìm đến tiệm vàng đặt vấn đề thuê, thay cho mua. Phương chọn một dây chuyền 3 chỉ, lắc tay 2 chỉ và vòng tay 3 chỉ. Thuê trong 3 ngày với giá 650.000 đồng. Mình cảm thấy đây là lựa chọn đúng đắn, rất hài lòng bởi tiết kiệm được chi phí, Phương nói. Giữa tháng 10, Phương Ngọc cùng chồng tìm đến tiệm vàng ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để thuê vàng. Cô gái 25 tuổi dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, nhưng giá vàng nhẫn đang tăng cao, chạm ngưỡng 88 triệu đồng. Ngọc và chồng đều là công nhân, cảm thấy lo lắng bởi họ không đủ tiền mua vàng. Vợ chồng cô quyết định đi thuê một bộ trang sức dành cho cô dâu trong ngày cưới, gồm nhẫn, kiềng, bông tai. Phí tiệm vàng yêu cầu đặt cọc số tiền bằng giá trị bộ trang sức, phí thuê là 2 triệu đồng. Khảo sát của VN Express với một số tiệm vàng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, được biết dịch vụ cho thuê vàng cưới xuất hiện khoảng 5 năm trước, nhưng đặc biệt nở rộ từ cuối năm 2023. Kể từ khi giá vàng tăng cao, chủ một tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 23 tháng 10, nhẫn trơn đã tăng liên tục 10 ngày, mỗi lượng nhẫn trơn tăng hơn 4,5 triệu đồng. So với đầu năm 2024, giá mặt hàng này đã tăng gần 25 triệu một lượng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có hàng chục cơ sở cho thuê vàng cưới. Chủ đề thuê vàng cưới xuất hiện ở các hội nhóm mạng xã hội, thu hút hơn hàng triệu lượt xem và trăm nghìn người bình luận. Ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vàng bạc Đá quý Anh Phương, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhu cầu thuê vàng nữ trang dùng cho đám cưới đã tăng 80% tính từ cuối năm 2023. Trung bình 50 đến 60 lượt khách mỗi tháng. Dịch vụ phục vụ khách không đủ tài chính mua vàng cưới hoặc muốn tiết kiệm chi phí. Một số người thuê chỉ để chụp ảnh. Công ty cho thuê trang sức cưới được trưng bày ở cửa hàng. Khách thuê cần để lại căn cước công dân và đặt cọc 8 đến 10 triệu đồng, tùy theo giá trị trang sức. Đại diện của dịch vụ cưới hỏi chọn gói Marie Bruder, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xu hướng thuê vàng cưới phổ biến khi giá vàng liên tục biến động và tăng cao. Nhiều cặp vợ chồng trẻ e ngại khi đầu tư vào vàng cưới nên chọn đây là giải pháp linh hoạt và tiết kiệm, giảm nhẹ gánh nặng tài chính. Gen Z đang chú trọng đến trải nghiệm và kỷ niệm hơn là việc sở hữu một lượng vàng lớn, người đại diện nói. Do đó, các dịch vụ cho thuê nở rộ còn đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trang sức của các cô dâu. Họ có thể thoải mái lựa chọn nhiều kiểu dáng khác nhau để phù hợp với từng phong cách trang phục thay vì chỉ có một bộ vàng nữ trang truyền thống. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tâm, giảng viên khoa Kinh tế Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tìm đến dịch vụ thuê vàng cưới là phản ứng tự nhiên trước sự biến động của thị trường vàng, đặc biệt là khi bước vào mùa cưới. Trong văn hóa Việt Nam, vàng là vật phẩm không thể thiếu để làm sính lễ và hồi môn, nhưng người trẻ đang chịu áp lực tài chính từ thị trường lao động lẫn khó khăn kinh tế. Một số người chọn cách đi vay tiền mua vàng, nhưng sau đám cưới phải bán đi trả nợ và chấp nhận khoản lỗ không ít. Ý nghĩa của vàng cưới, chúc phúc, tích lũy, không nên mang nặng hình thức, ông nói. Trong khi đó,
dịch vụ cho thuê vàng chỉ tính phí dịch vụ, không dựa trên tỷ giá của vàng, nên đáp ứng được nhu cầu này. Với sự biến động của giá vàng, ông Tâm dự đoán xu hướng này sẽ nở rộ hơn nữa trong vài năm tới. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng quan điểm. Ông nói cách đây 40 năm, nhiều cặp râu rể thậm chí phải mượn giày, quần áo hoặc cà vạt của nhau. Sau đó, dịch vụ cưới phát triển thêm cho thuê mâm cỗ, phù rể, MC, hội trường, ca sĩ. Do đó, nếu xem vàng là một loại trang sức, thì thuê cũng không làm mất ý nghĩa của ngày cưới, ông nói. Tuy nhiên, việc này cần có sự đồng thuận, thông cảm giữa đôi bên nam nữ và thông gia. Vợ chồng cần bàn bạc với nhau trước để không hiểu nhầm hoặc vướng dị nghị. Đại diện của Marie Breeder cũng cho rằng sự thống nhất về việc thuê vàng cưới là rất quan trọng. Cả hai nên cùng nhau lựa chọn kiểu dáng vàng phù hợp với sở thích và phong cách. Họ nên có bản kế hoạch chi tiết, bao gồm thời gian thuê, thủ tục nhận và trả vàng. Đồng thời, trong quá trình diễn ra đám cưới, cũng cần có người trông coi vàng để tránh bị mất mát hoặc hư hỏng. Khi đó, việc đi thuê lại thành ra tốn kém hơn mua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!